Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 13 tháng 7 đã mở cuộc họp thường lệ, quyết định nâng 0,5% lãi suất cơ bản từ mức 1,75% một năm hiện nay lên 2,25% một năm. Đây là lần tăng lãi suất thứ ba liên tiếp của BOK sau hai lần nâng 0,25% vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Ngân hàng Trung ương đã lần đầu tiên nâng lãi suất ba lần liên tiếp kể từ sau khi Hàn Quốc áp dụng chế độ lãi suất cơ bản vào năm 1999 đồng thời đây cũng là lần đầu tiên BOK nâng mạnh 0,5% lãi suất trong một lần. Lãi suất cơ bản được hạ xuống mức 0,5% một năm sau khi bùng dịch Covid-19 đã bắt đầu tăng từ tháng 8 năm ngoái và đã được nâng tới 1,75% chỉ trong vòng một năm qua. BOK giải thích mặc dù rủi ro nền kinh tế đi xuống vẫn ở mức cao, nhưng việc đối phó một cách chủ động là điều quan trọng hơn để ngăn chặn tình trạng vật giá leo thang kéo dài. Trong tháng 6, giá tiêu dùng tăng 6%. Mức tăng cao nhất trong gần 24 năm do ảnh hưởng từ giá dầu và giá ngũ cốc thế giới tăng. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng theo công bố tháng 6 của BOE cũng ở mức cao kỷ lục trong vòng 10 năm 2 tháng, cho thấy người dân nhận định vật giá sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới. Trong tháng trước, Mỹ nâng mạnh 0,75% lãi suất khiến lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ gần như không còn chênh lệch. Hiện tại phần lớn ý kiến trên thị trường tài chính nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục nâng 0,75% lãi suất một lần nữa vào cuối tháng này. Ủy ban chính sách tiền tệ của BOK dự báo giá cả sẽ tiếp tục tăng cao hơn mục tiêu, cần tiếp tục duy trì đường lối nâng lãi suất hiện hành, qua đó để ngỏ khả năng sẽ nâng tiếp lãi suất.